Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số mẫu câu và một số mẫu câu có trong bài hội thoại. Mẫu câu đầu tiên, của pa什么什么? Mẫu câu này để trả lời cho câu hỏi Nǐ pà shěme? Bạn sợ cái gì? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là wǒ pà. Đây là ví dụ đầu tiên là khổ. Khổ là đắng. Wǒ pà khổ. Tôi sợ đắng. Đây là khổ. Khổ qua. Khổ qua là mướp đắng. Wǒ pà. Wǒ pà khổ. Wǒ pà khổ. Tôi sợ đắng. Công nhân. Công nhân là công nhân. Wǒ pà công nhân. Tôi sợ công nhân. Khảo sư. Khảo sư. Khảo sư là thi cử. Wǒ pà khảo sư. Tôi rất sợ thi cử. Lão sủ. Lão sủ là chuột. Wǒ pà lão sủ. Tôi sợ chuột. Mẫu câu tiếp theo là zěme bàn. Zěme bàn là phải làm sao bây giờ? Bù huì shuō hán yú à, bù huì là không biết, shuō là nói, hán yú là tiếng Hán. Bù huì shuō hán yú là không biết nói tiếng Hán. Chúng ta sẽ làm một câu hoàn chỉnh, đó là wǒ bù huì shuō hán yú zěme bàn. Tôi không biết nói tiếng Hán thì phải làm sao? Ví dụ tiếp theo, chiến bù cầu. Chiến bù cầu là không đủ tiền. Chúng ta sẽ làm thành một đoạn hội thoại đi. Sẽ làm thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Ví dụ, tôi thích cuốn sách này. Tan sư. Nhưng mà tha hẳn quẩy. Nó rất là đắt. Wǒ bù gòu qiān. Wǒ bù gòu qiān. Tôi không có đủ tiền. Hoặc là wǒ qiān bù gòu. Tiền của tôi không có đủ. Zěme bàn. Phải làm sao bây giờ? Ví dụ tiếp theo. Xiā yǔ là mưa. Chúng ta sẽ nghĩ ra một ngữ cảnh, đó là khi trời mưa nhưng mà chúng ta không mang theo ô, đó là xiā yǔ lě, dàn shì wǒ měi dài yǔ sǎn. Mưa rồi nhưng mà tôi không có mang ô, zěme bàn. Phải làm sao bây giờ? Ví dụ tiếp theo, měi yǒu gōng gōng jì chē, zěme bàn? Không có xe buýt. Phải làm sao bây giờ? Mẫu câu tiếp theo, nǐ zhēn là bạn thật, là làm sao đó. Ở đây chúng ta có ví dụ piào liǎng có nghĩa là xinh đẹp. Nǐ zhēn piào liǎng, bạn thật là xinh đẹp. Yêu mùa là vui tính. Nǐ zhēn yêu mùa, bạn thật là vui tính. Dùng cung có nghĩa là
chăm chỉ, đi chân dụng cung, bạn thật là chăm chỉ. Ví dụ cuối cùng, thảo giận là đáng ghét, đi chân thảo giận, bạn thật là đáng ghét. Và chúng ta sẽ đi học thêm một số từ mới, đó là khổ, là khổ, là đắng, là tính từ. Tính từ khổ, đắng hoặc là cũng có thể là danh từ, nỗi khổ. Wo pa khổ, tôi sợ khổ, tôi rất là sợ khổ. Đây cũng là một trong bốn vị xoan thiến khổ lạ. Xoan là chua, thiến là ngọt, khổ là đắng, lạ là cay. Và xoan thiến khổ lạ cũng có nghĩa là sự trải nghiệm. Ví dụ, wo chang zhe me da le, suan tian khu la wo dou jing guo le. Tôi từng này tuổi rồi, mọi đắng cay và trong đời tôi đã đều trải qua hết. Từ tiếp theo, sử. Sử là chết. Wo pa si, tôi sợ chết. Khảo shi, khảo shi là động từ thi hoặc là danh từ kỳ thi. Wo pa khảo shi, tôi sợ thi cử. Mình thiên, wo yao khảo shi, ngày mai tôi phải đi thi. Từ tiếp theo, lão sủ. Lão sủ là chuột. Wo thảo yên lão sủ, tôi rất là ghét chuột. Câu là động từ đủ. Wo bu gou qian, tôi không đủ tiền. Hoặc là qian bu gou, tiền không có đủ. Tiếp theo là xia yu. Yu là mưa. Xia yu là trời, là trời đang mưa. Xia yu le, wo mei dan yu san, wo mei dai yu san, se me ban. Trời mưa rồi nhưng mà tôi không mang ô thì phải làm sao. Từ tiếp theo, cung cung chi chưa. Cung cung chi chưa, cung cung chi chưa là xe buýt. Còn chi chưa, chi chưa là xe hơi. Chúng ta sẽ tách ra dịch, chi chưa là xe hơi, còn cung cung là công cộng. Xe công cộng thì nghĩa là xe buýt. Piao liang, piao liang là tính từ xinh đẹp. Nữ chân piao liang, bạn thật là xinh đẹp. Hoặc là trái nghĩa với từ xinh, xinh đẹp là xấu. Chẩu là xấu. Từ tiếp theo, yêu mô. Yêu mô là tính từ hài hước. Nữ chân yêu mô, bạn thật là hài hước. Hoặc là wo xi huan yêu mô de nan ren, tôi rất thích những chàng trai hài hước. Tiếp theo, dùng cung. Dùng cung, dùng cung là chăm học. Nǐ zhēn yùng gōng, bạn thật là chăm học. Wǒ men yìng gài yùng gōng xuě xí, chúng ta cần phải chăm chỉ học tập. Thảo yên, thảo yên, vừa có nghĩa là tính từ, tính từ đáng ghét, hoặc là động từ ghét, ghét ai đó. Wǒ thảo yên nǐ, tôi ghét bạn. Nǐ zhēn thảo yàn, bạn thật là đáng ghét.